Rồi, ok, xin chào tất cả anh em. Sáng nay hai anh em tôi với bạn Hậu đi bắn ngoài đồng anh em. Bắn ngoài đồng thì thật sự ra là cũng cầm chim săn theo, cũng cầm súng theo. Nhưng mà cuối cùng thì chơi bắn hết anh em ạ. Đây, có lép. Có lép. Đây, mình thì mình hay bắn cây K3 nè, anh em hay thấy trên kênh ha. Còn bạn Hậu là bạn Hậu bắn bằng cây ống ngắm nhanh. Không có đi lại gần được đâu. Nhưng mà ví dụ như là chim săn á, chim săn nó kêu á nè, là con cò khi nó đáp xuống, nó đáp là mình thấy nó đáp ở đoạn đó là mình rình đó, rình mình cứ đi theo bờ ranh. Sáng này không có đem theo cái kẹp camera trước ngực nên là cuối cùng là cũng dở, không có quay được clip cho anh em. Ba con nè, còn lép có con cái này xương không, 4 con 5 con 6 con. Mình bỏ trong cái giỏ mà đi lội nó bị sụp hố, ướt hết cả người, cả giỏ luôn. 2 4 6 7 8 con anh em, 8 con. Ok anh em, cũng được dễ ha. Bữa nay biết chỗ bắn rồi, mình sẽ thường xuyên lên những video dạng này. Thường xuyên lên những video bắn thực tế ha, kẹp camera trước ngực để đi săn. Thì anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ nha. Anh em nào mà xem clip test cự ly xa hoặc test mục tiêu nhỏ, vào phần phát trực tiếp giùm em. Em những cái clip test em toàn là phát trực tiếp không á. Đó, để anh em thấy rõ là cái sản phẩm nó chuẩn thế nào nha. Đó, bên em thì chuyên là cò loại 1. Cò loại 1. Cái này em nói rõ nha. Anh em có thể mua được rất nhiều shop bán sản phẩm này. Nhưng mà em bảo đảm với anh em, mua mà chuẩn cò loại 1 chỉ có hàng bên shop em thôi. Cò loại 1 á, là phân biệt là anh em hướng dẫn rồi, chốt là chốt inox nè, không rơ nè. Không rơ nha anh em. Nè. Lắc qua lắc lại không rơ nè. Giật lên giật xuống không rơ nè. Đó. Lắc qua trái không rơ, lắc qua phải không rơ nè. Thì viên đạn kẹp lúc nào nó cũng ở giữa hết. Nên là cứ ở cự ly tầm 15 20m khi chỉnh laser rồi á là nó sẽ là bách phát bách trúng nha anh em. Bách phát bách trúng nha. Đó, ok anh em. Hẹn gặp lại anh em những video sau, em sẽ quay thực tế cho anh em. Tiếc quá sáng nay đi bắn được nhiều nhưng mà lại không có đem cái thiết bị quay theo. Cuối cùng thì anh em đành phải về. Rồi, hẹn anh em ở những video sau ha. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ shop nha. Bình luận những cái câu hỏi của anh em bên dưới nha. Chào tất cả anh em nha. Bye bye.